Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Ngọc Hơn của em nha. Hôm nay vừa qua ăn Tết nha mọi người, mấy chị em đi sắm đồ Tết. Chuẩn bị đi sắm đồ Tết nha cả nhà, để coi đi sắm cái gì đây. Đã tới chợ rồi nghe cả nhà, biết đi mua cái gì không mọi người? Khách đông quá nên là ngồi đợi cả nhà ơi. Này đi mua vàng nghe cả nhà ơi. Này dẫn mấy đứa nhỏ đi mua vàng. Rồi bữa nay dẫn con heo đi sắm vàng nghe cả nhà ơi. Bữa nay em không có sắm mà em dẫn con heo đi sắm nha mọi người. Thì đây là thành quả cuối năm của nó, tiền thưởng Tết nó tự mua nha. Tiền lương và tiền thưởng Tết của nó tự mua, với lại mua cho thằng em một chiếc nha cả nhà ơi. Đó, đây là thành quả của con heo nha mọi người. Một lượng. Đây là tiền thưởng Tết của nó, vàng ở đây rất là đẹp luôn á mọi người. Ở đây em thích mua vàng ở đây là chợ Cái Răng nha mọi người. Ai có ở chợ Cái Răng thì ghé Kim Ngọc 2 ha, bến ở dưới bến sông Cái Răng Cần Thơ nha cả nhà. Rồi đeo vô đi ha, để thử coi vừa không. Còn này là của em làm cuối năm dư có một chiếc nhẫn á cả nhà. Cuối năm dư có một chiếc nhẫn thôi mọi người ơi, xuất sắc. Đẹp chưa? Xuất sắc, xuất sắc. Rồi, có một tí rồi tí. Đây được không? Này mua cho thằng cháu. Đó, mấy chị em đi sắm vàng nha mọi người. Tấm lịch xịn luôn. À. Xịn sò. Nay về quê có bánh nha cả nhà. Tiếp tục chương trình tập 2 có bánh tét, ngồi coi chứ không biết gói. Mẹ ngoại, u ngoại có bánh tét, chuẩn bị ăn Tết nha cả nhà ơi. Này là bánh tét nhân đậu, gói nhân đậu xong rồi tới gói nhân chuối. Đó. Để mọi người ngoại với dì gói chứ em không biết gói mọi người. Để chút em buộc thử coi buộc được không. Chúng em buộc nha cả nhà. Bánh nha mọi người, có bánh ăn Tết nha nhà ơi. Bây giờ chúng em chuẩn bị cho thế. Đậu, sao nó mềm quá vậy? Nóng mà, biết không? Ừ. Nấu gian nào buồn không? Không biết chơi. Không biết chơi. Không biết chơi vậy thôi. Chị lại con háo này ra nè. Háo này ra bụng quá. Đấy. Háo này ra bụng. Thì bây giờ không biết thì tập làm chứ. Chứ lĩ vậy. Ăn nhau luôn. Cả nhà xem em cuộc bánh nha mọi người. Đó, có bánh nè cả nhà ơi. Có bánh chuẩn bị ăn Tết. Biết sao, cái gan của con cắt không được. Vậy hả? Ừ, có gói thì con gói được mà cái gan của con nó bị cái kiểu giống như là nó ê gì thế. Nghĩa là mỗi lần con cắn mạnh vô là buổi sau là nó ấy nè. Bữa nay buộc lại luôn hay gì thế? Ừ, cắt rút luôn. Một cắt rút luôn phải không? Ừ. Xiết gì được chưa? Xiết gì được hả? Ừ. Thì được không? Ừ. Dây này có sẵn hả? Ừ. Cắt thêm đi chứ như vậy thì đủ. Đó, bạn này để xuôi theo luôn không? Ờ, ừ, xuôi theo vậy đó. Con làm mấy quai, con nhậu mấy quai. Hai quai thì cọc bên đây ba mối. Xuôi xuống gì ba mối nè, cái đầu cái lật lại bên đây ba mối nữa. Ừ. Mà bụng gì được rồi phải không? Nóng không? Nóng được rồi, được rồi. Nó nóng bên đây vậy được rồi. Trời ơi. Mà hồng giờ mất trước kìa.
dài cắt kìa. Con ra mà con ra đi nó không có làm, nó làm đứng được. Còn mãi không có giống giùm hả? Hả? Ở kêu kỳ trời. Có giùm làm sao nữa? Như vậy giống cho con cột không đó. Vậy hả? Ừ. Rồi bà giống sao? Nó không giống, bà để cột rồi bà để lại. Thiếu rồi thì sao rồi? Bây giờ sao thiếu rồi để sáng gì sao? Thiếu rồi để sáng gấu. Thiếu đó hả? Trời, bà làm gì bà để sáng nấu cũng được. Nó hư heo rồi. Thôi để đi nấu bằng đêm. Rồi là cái sáng gió gì vậy? Mình sợ sần chứ. Mình không có sần. Ai về sần đêm biết không? Để biết cái có nhanh rồi. Mới cắt ra rồi mới xé ra. Ừ, cái cột này. Nó nhìn cái cuộn, nó nhìn cái bộ bị ống bự. Bố mẹ ơi, con sen của con mày để ở dưới luôn nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Con thích lên đây luôn đi. Đẹp chưa cả nhà? Xuất sắc. Chị phá đâu đâu, nó để nó đậu bụi luôn. Chị phá cửa coi coi đâu đó. Con xíu chứ. Xíu mà nó buông là sao chị? Quá chị nó bị ra là thấy đầu bụi đầu nhỏ rồi đó. Đầu bụi đầu nhỏ con sữa. Sữa năng từ từ. Năng xuống gì hả? Ừ. Nè thấy đầu con nhỏ rồi. Nè con quay quanh đây lại nè. Quay chưa? Chưa. Quay đây. Qua đây. Ừ. Nhưng mà thấy cái đầu này nhỏ rồi. Rồi thì lỡ rồi bỏ đi, chạy đi chứ sao. Thấy cái đầu này nhỏ rồi đó. Đổ gì đến được rồi. Nhưng mà thấy đầu bụi đầu nhỏ. Mới nè. Ở trên cái mó đầu á con đừng nó cọt xiết quá. Cái này nãy lên thôi. Ừ. Hả? Cái này nãy bụt lắm đó. Rồi cái ở dưới này thì con mới xiết từ 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 từ. Nó mới bung lên đều. Giờ nặng xuống được. Hả? Giờ nặng xuống được. Chưa xiết tới trên á. Này còn nặng, hai cái nữa đó. Nặng từ từ. Nãy này xiết lỏng nè. Tại này gì dán đầu địch tí teo. Cuộc đi rồi, hồi cái bóp sữa lại. Cái này nè, nãy là gì phải dò dò gì nè, mấy điều nè. Nè, ba dĩ đó mà nó che người ta đó. Cái dò dò gì nè. Cuộc sai rồi nó đổ thừa. Đúng nha, đổ thừa. Kì nha trời. Đầu bữa đứt teo rồi nè mọi người ơi. Đẹp, không cái đó hồi rồi năng lại. Năng cuộc đi. Bây giờ con cột xiết giữa này nè, cho nó cứng lại cái đây, cái đầu xiết lại cái hồi năng lại cái nó dồn đều lại. Nhìn cái gì mà nhìn 9 giờ gái về chưa, khá cửa bỏ người xanh nè. Ủa nãy giờ này chưa về nữa hả? Chưa, hổng dài 9-10 giờ thôi, không được hơn 10 giờ rưỡi. Rồi lúc này càng sớm nè, khách đông nè. Giờ không có bột chi này, có bột chi lát rồi. Như này dễ cuộn. Hồi xưa là con có bánh đá dừa đồ được, nhưng mà bánh tét thì con cuộn chi lát như này chưa cuộn. Cuộn giống ly đấy nha. Cuộn gì phải không? Cuộn mèo. Thì đó bởi vì chị kêu kéo ra cho nó bằng đi rồi đầu nó cắt hai. Sâu lắm con đi, con nghẹo nó ở dưới sổ trời. Cái gì nữa? Con lên con nghẹo nó ở dưới sổ trời. Con đi con có tóc tóc nó kêu ngoài cửa. Ủa đẹp cũng điệu gì Thủy ơi. Điệu ơi. Thì hồi giờ đầu cái cột cái đít nữa xong cái con lăn lại là nó điệu rồi. Rồi vậy là cái lông lá nó tựa quá. Lông lá chưa đánh quay mà, hai bên hai cái quay. Cái con nhiêu nhiêu gì mà. Vậy mà anh này đang hai quay mà Hùng làm như có một quay vậy? Chứ, còn hai quay. Còn á. Con xả nước á, tại trong nhà tắm không có nước xài á. Xài nhiêu về dặn nhiêu á, con xả cho nó nhiều nước á, để xài á. Nó giờ quên xả nước mà quên đó.
Bữa mốt con gái ra để con ba. Mẹ mua cái con gác để nha. Chọc gác mình đó. Quên. Bây giờ để cái lửa không thấy đường. Cái gì ngoài đó gì không hả? Lấy cho ngoài một ba cái kéo. Cái kéo. Cái vàng hả con? Cái vàng luôn. Ừ. Cái xui hôm qua cái bị lụm luôn. Đâu thể nào từ chối được. Gà nhiệt mà. Nói mới vào là chưa tùy hết thử ha. Còn hả dạ, con cũng là cái mảnh lánh mảnh con nào mà con xong nữa quay lại kìa. Cái kéo một cao mà sao ra cái kéo một vàng. Tôi không giấu 60 đòn cũng nên tao. Giấu sao vậy hả? Ừ. Không giấu mát không đó. Mình không kêu ai qua làm tiếp. Kêu gì tiên? Trời đất ơi, kêu chứ, thú. Thú cho qua tôi làm tiếp cho. Làm tiếp. Sao vậy làm hoa quá trời nha. Làm nít làm đồ xong mà cái thú muộn qua nói tiếp thì tao qua cái gì làm thì không nói ai biết chứ. Cái nói mới biết chứ. Nhiều ngoài đó mà không làm gì mà được. Nhiều khi nói thì người ta không nói không. Thì ta không tôi kể quấy. Nè điều rồi nè được chưa? Đẹp không? Đẹp không cả nhà? Quấn lại, quấn dây lại. Thì quấn dây nữa, hai quay nữa nè. Ừ, quấn lại nó gọn. Nhưng mà mình thấy đến giờ là em không có đem một keo sức người về luôn, có một keo sức người hết. Sức người là gì? Người, sức người. Sức người lấy hương cam xanh tao chánh á. Lấy kẹo mẹ sức em nữa. Điều quá Linh ơi. Không có đem lột da để xài kem cốt cho nó mau trắng. Lên lấy hũ kem cốt đi ra. Hũ kem màu xanh trên bàn trang điểm á. Hũ ở chỗ hũ của chị ba màu xanh lật chuối á. Trên bàn tao đang xếp á. Hồi chiều em kêu đi chọc thêm đi bá chịu rồi. Má giỡn tính lộn lắm. Một xào là 3 đòn. 50 đó tao, đã tính 50 tạo thì 30 đòn. 5 kg nhiêu đòn à? 10 kg thì nó 4 mấy, 3 mấy đòn đó. Ờ chỉ là dưng. Tao biểu mà chọc cho nó dưng chút mười mấy đòn. 3 mấy 40 đòn đó. Ừ. Vậy này hai mấy đòn à? Mình hai mấy 21 đòn nè. Đảo xong là chục đoạn rồi đó. Cọp thì nè, hồi có đầu nào mà bự á, cái đầu cái người ta chở lại. Thôi bự thì chịu đâu, bự nước keo đi không ơi. Dạ. Không có. Đâu có cái dạng như vậy, nó cái nào mà bự á thì đậu nọ. Bình sữa nhỏ hả? Đó. Đó. Đây nè, trong góc lên lấy bình sữa cho Sáu lên. Đi đi đâu, dột tới đó hả? À. Lấy bình sữa nhỏ cho Sáu. Của một thời tung hoành đầu đó kìa, nó dắt nó con. Trời, sữa hồi quá xinh. Miếng này ba, rồi ngày mai còn mặn bữa nữa thôi. Chứ đâu có ra ngoài nó nghỉ. Chứ mai là bố không nói. Trời, bữa nay bác nghỉ chưa? Chưa. Chưa nghỉ nữa hả? Sáng bữa nay mua mấy rồi? Mà này trên gian ha, lấy muỗng bự đưa con muỗng nhỏ nha.
Có hai người gói của con Giang nữa kìa. Có hai người gói của con Giang đó à. Con nhỏ cầm nó lọt trọt nó chết vậy. Được tờ bài này, được rồi. Chơi thôi im điện mà có ai cái nghiện với nó thôi thôi. Ừ. Bởi vì người nhiều hoài đó. Cái nhỏ người thấy bên mày mà nã cả mày. Thì bà có gian gian quá lại hoài chứ. Ai vậy dạ, ăn gian vậy? Có ai bà có? Thì ăn gian mà chính ăn gian vậy thì. Thấy chưa, thấy đồng bánh đây có đẹp lên. Trời xuất sắc luôn. Vừa hốt có lên lấy đi. Đó, mọi người thấy đẹp không cả nhà? Quá trời xuất sắc luôn nè. Trời ơi, vẫn chơi hoài mấy cha. Đó, mốt gói bánh tét bán nha cả nhà ơi. Quà nó bánh gói thường thì nó gồm, nó gồm dục cái đồ hỏi đi ạ. Quá xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đó, hôm nay có bánh ăn Tết, chuẩn bị ăn Tết nha cả nhà nha. Quay sơ cho mọi người xem. Ngày mai em sẽ nấu xong, em sẽ quay cho cả nhà mình xem đây. Cả nhà có bánh ăn Tết. Này đang gói nhân đậu, tí xíu nữa là gói nhân chuối. Cái này là nếp trộn với đậu trắng nha cả nhà. Đó, ở dưới quê ăn Tết thì vậy đó mọi người. Em quay cho cả nhà mình xem. Đẹp chưa, đẹp chưa. Mời mọi người coi là thương hiệu cho quay clip đó. Đó, vậy cái bột có lại nữa nè. Đó, xong cái đầu cắt nữa nè. Đẹp lên. Ừ, đúng, còn đẹp chứ, ừ đi. Chứ, cái làm là phải đẹp vậy thôi chứ ai như bà Hùng vậy. Đó, thấy chưa, nhìn là đẹp nè, xuất sắc nè, đó thấy không. Gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ không. Đó, vậy đó là xong nè. Đó, đồng bánh nè. Đẹp chưa? Bóc phốt mẹ con của con heo mọi nha cả nhà. Nói kêu em ngủ đi để nó nấu bánh tét cho. Vỡ cái nồi bánh tét tắt hôi em mới ra chụm nè. Hai mẹ con nấu, hai mẹ con canh bánh tét ngủ dảnh cẳng luôn cả nhà. Nay em bóc phốt mẹ con của con heo. Bây giờ tới tiếp tục chương trình làm đồ nguội. Chả đầu heo nha mọi người. Làm đồ nguội với chả đầu heo ăn Tết cả nhà ơi. Đó, Tết nhà em là nhiêu đó cả nhà. Đừng xuất sắc cho mọi người. Bây giờ xào cho cái này nó chín, sau đó rồi đi gói nữa là xong đó cả nhà ơi. Làm để dành Tết xuống lại gia đình ăn mọi người. Mấy chị chuẩn bị ăn Tết tới đâu rồi? Nhà em là nhiêu đó cả nhà. Ở dưới quê là gì cũng làm ăn chơi đó mọi người, không có mua. Giờ xào cháo này nó chín nè. Này dặn lửa nhỏ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.